Đó, mà không, hai đứa đứng trên chậu ha. Nói chung thì chỉ chờ đẻ thôi. À, chào cả nhà mình đây. Thì mình đang ngồi trước cái AV này của mình thì cũng đang ngắm hai con Omi nó làm tổ thôi. Thì đầu video anh em cũng thấy rồi, hai đứa này đứng ở chỗ đó nó làm tổ á. Thì hôm qua cũng có bạn này hỏi mình, thì nói chung là câu hỏi thì cũng khá là thú vị. Nói chung đó là anh em ghép chim sinh sản thì mỗi người sẽ có một cách ghép riêng và mỗi người sẽ có một cách chia sẻ riêng. Thì bạn đã hỏi mình như thế này, thì bạn đã hỏi mình á, thì anh ơi làm sao mà biết được con chim nó gấp trứng hóa con hay là nó ăn trứng á, thì làm sao để biết? Thì sao mà nói á, cái này á thì là do nếu mà anh em nghĩ á, thì nó sẽ là như thế nào để mình biết ha. Chứ mình thì sao mà nói, theo mình nghĩ á, nhưng mà mình cũng trả lời bạn đó luôn như thế này, đó chính là bạn nên ghép trước rồi bạn mới biết được nó ăn trứng hay là không. Chứ thật sự nó mà nhìn con chim mà không thể nào mà biết được, trừ khi một cái nữa đó chính là mình đã ghép rồi. Và bạn hỏi ủa tại sao những con chim, nếu mà anh nói như vậy thì tại sao những con chim của anh lại dám đảm bảo là bao đẻ bao này bao kia, thì thật sự mà nói á, là những con chim của mình nó đã đẻ rồi mình mới dám bao như vậy. Chứ còn những con nào mình chưa đẻ thì mình đảm bảo với anh em thì mình không bao giờ mình nói là chim bao là bao đẻ bao không ăn trứng không phá con hay này kia nọ. Thật sự mà nói có những con nó ra không ăn trứng không phá con không này kia nọ, nhưng mà anh em cũng thấy hồi trước mình đó, mình tò mò nhiều quá mình quay cho anh em xem, và con chim nó gấp con nó quăng hết là chuyện bình thường. Thì gấp con quăng và khi sau đó mình làm cách nào để cho con mẹ nó không còn quăng con nữa, thì mình cũng nói chỉ với anh em luôn là mình dùng một cái bông gòn hoặc là một cái gì đó mình không biết, nhưng mà mình hỏi là mình tẩm dầu vào đó và mình để vào bên trong đó cho nó có cái mùi, không còn cái mùi hôi tai của mình nữa, thì lúc đó con chim của mình sẽ ổn hơn ha. Còn một cái nữa là anh em hỏi á, là nói chung là cái này cũng khá là vui nè. Anh em đi hỏi người khác, hỏi một người xong sau đó anh em lại đi hỏi nhờ tư vấn của một người khác, rồi hỏi lý do ủa tại sao mà bên kia họ nói vậy và bên đây thì mình lại nói khác. Là như thế này, là mình nói luôn đó chính là anh em nghe người ta nói á, là hỏi á, bên cái mấy kênh YouTube khác thì họ nói là chim làm tổ là người ta biết được bao nhiêu ngày nó đẻ và bao nhiêu ngày nó ấp luôn. Hay hay là hay chỗ này, thì sao nói mình cũng nói với bạn đó là như thế này, nếu mà bạn xem như vậy thì bạn nên chịu khó bạn hỏi người ta cỡ kênh chủ kênh đó luôn, thì người ta sẽ chỉ cho mình nó rõ hơn. Là đối với mình thật sự mà đối với mình thì mình cái nào mình biết mình dám khẳng định là mình sẽ biết, tại vì con chim nó làm tổ á thì chưa chắc gì nó ra đẻ, nó còn làm chơi vậy thôi nó cũng không đẻ đâu. Không tới thì anh em nuôi rồi anh em sẽ biết được cái cảm nhận nó như thế nào, đúng hay sai. Tại vì thật sự mà nói mình là cái người chơi chim không phải là lâu năm, thì cũng có nhiều anh em nói ui hứa đó nó chơi có bao nhiêu năm đâu mà bày đặt rồi tỏ ra vẻ dạy đời hay là dạy chia sẻ cách. Thì thật sự mà nói á, tất cả những anh em mà xem kênh mình thì theo anh em thấy á, mình chia sẻ cách của mình với lại những người khác, thì anh em thấy cái kết quả của anh em nhận được á thì nó có như thế nào, và những cái thành tựu của anh em nó ra sao. Thì có thể là anh em mà không đạt được kết quả gì đó thì anh em comment bên dưới, hoặc anh em có kết quả gì đó anh em comment bên dưới giúp mình. Nếu mà mình nói đúng á thì anh em cho tôi xin một like thôi chứ không cần nhiều nữa, nếu mà mình nói sai bậy thì anh em phải chửi, cái đó là chuyện bình thường thôi không sao hết đó. Mà thật sự nó cũng rất là cần sự góp ý của anh em như vậy, thì để cho những anh em khác thấy biết được từ hồi đó đến bây giờ là mình chia sẻ anh em như thế nào, là nó có đúng hay không, hay là nó sai hoàn toàn, hay là cái gì đó, để những anh em người khác người ta thấy được cái thằng Trung đó, nó chia sẻ không có đúng gì hết á, đừng câu nó hay là đừng làm gì đó. Thì anh em thấy những kết quả của anh em và những cái gọi là cái cách làm AV hoặc là những cái thiết kế AV á, mình thấy những anh em khác làm cũng na ná mình, và những người sau này họ làm họ giới thiệu kênh họ mình thấy cũng giống y chang của mình vậy. Mình hỏi anh em là họ bắt xuất phát từ đâu hay là tự ý tưởng họ tự họ nghĩ ra. Thật sự mà nói là mình thì đi chơi rất là nhiều, mình tham khảo rất là nhiều cái AV và mình xem rất là nhiều cái mà mình áp dụng vô đây. Thật sự mà nói cái mô hình mình phát triển gần đây thì chỉ có 2 năm gần đây thôi, chứ hồi trước đó thì mình làm những cái AV của mình nó chỉ có là rất là sơ sài anh em thấy không? Mình có thể là mình dùng một những cái cống hay này kia nọ mình bệnh lại để mình quay mình chia sẻ với anh em thôi. Thì mình đã nói rồi, mỗi người sẽ có một cách riêng, còn riêng mình trả lời cái câu hỏi đó khi mà chim làm tổ á, thì thật sự nói mình không thể nào mà biết được, và mình dám khẳng định với anh em luôn, chim làm tổ rồi chưa có được gọi là bao nhiêu phần trăm nó đẻ đâu ha.
trừ ba loại thôi, ba loại theo như mình được biết ha, lửa, than và chậu mào. Thì ba loại á làm tổ thì có thể là rất là nhanh đẻ, và nhiều anh em có thể thấy là những con chè lửa mình làm tổ rồi đến hiện tại bây giờ cũng đã 3 tháng 4 tháng rồi nó vẫn chưa đẻ. Đó là chuyện bình thường, cho nên là anh em đừng thắc mắc là người ta sao người ta nói chiêu làm tổ vậy, trong vòng khoảng thời gian khoảng vài tháng hay vài tuần nó đẻ. Thì thật sự nói mấy ông đó không phải nói là cũng phải là siêu nhân dữ lắm á là mới dám khẳng định được như vậy, còn mình thì mình không dám chắc luôn á. Thì nếu anh em muốn biết được chính xác á thì anh em làm đi rồi anh em sẽ thấy được cái mà mình nói nó có đúng hay không. Thì cũng có nhiều anh em á là mua hút cái trứng của mình về và nói trước khi đó thì con chim chưa làm tổ hay gì hết, sau khi ăn rồi nó làm tổ này kia nọ rồi nó đẻ luôn rất là nhanh. Sau mình kêu mình á thì lấy cái thời gian yếu tố của bạn đó đó mà ấn định nói chia sẻ cho người khác. Thì thật sự mình nói với anh em rồi, cái thực tế nó khác hoàn toàn với lại cái mà anh em hiện tại anh em trải qua. Nó sẽ nuôi chim sinh sản, nó sẽ tùy thuộc vào rất là nhiều yếu tố ha. Đầu tiên đó là môi trường, thức ăn và cái điều kiện xung quanh nữa, rồi cái cách chăm sóc của mình nữa, nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều thế. Cho nên là con chim của mình nó sẽ đẻ nhanh hay sớm hay chậm cũng tùy thuộc vào nữa, chứ không có thể nào mà nói được là nó làm như vậy thì nó sẽ áp dụng một con đó sẽ ra cho rất là nhiều con, không thể nào được. Giống như một bài toán thì nó sẽ có một công thức đó mà sẽ làm ra y như 1+1=2, thì tất nhiên nó ấn định là 1+1=2 như vậy. Thì tại sao có nhiều người nói 1+1=3 thì có bài hát như thế, còn 2-1 là tại sao 2-1 là bằng 0, 2-1 nó là bằng 1 chứ, đúng không? Thì nó có rất là nhiều cái để mình có thể là mình không thể nào mà biết trước được đâu mọi người. Cho nên đó là anh em nuôi chim á sinh sản thì chịu khó chỗ đó giúp mình, đừng có nghĩ ông này ông hay ông kia ông ngọ. Mà đặc biệt cái là mình thấy cũng khá là vui ở chỗ nghe người này chỉ mà đi hỏi thằng kia, kêu thằng kia sao không làm giống như vậy, mà người ta nói như vậy có đúng hay không. Mình thì không có nói người ta đúng hay là sai, tại vì chim của người ta nuôi rồi chắc chắn là người ta sẽ ấn định vô đó được, nhưng mà chưa chắc vì mùa này nó đẻ như vậy mà mùa sau nó làm như vậy, mà khoảng đúng thời gian đó thì con chim nó sẽ đẻ. Và nhiều anh em cũng khá là vui kêu mình á có thể là ước chừng được cái thời gian. Mình cũng xin thưa là mình không có dám ước chừng đâu, tại vì nói với anh em á, nói thì nói được á, nhưng mà nhiều anh em họ khó tính, họ sẽ nói mình nói bậy và họ sẽ chửi, họ sợ mà nói vậy đó. Cho nên mình hay nói là biết thì thưa thì thốt, không biết thì vừa cậu mà nghe thôi, chứ mình nói đa số anh em mình nói thì hỏi mình thì bình thường mình nói sẽ hên xui, tại vì nuôi chim sinh sản này nói chung là có duyên và hên xui rất là nhiều nha, chứ không có lúc nào mà vô cái là con chim nó chơi nó này kia nọ ha. Nói chung là nó cũng gian nan lắm nha mọi người, nuôi chim sinh sản không phải là sung sướng hay đâu, có những cái mà anh em chưa làm mà anh em sẽ chưa biết. Có những trường hợp là những con chim nó đang ngon lành bình thường anh em phải ăn uống khỏe mạnh, tự nhiên không ngày hôm trước ngày hôm sau nó lăn đùng ra nó chết, hoặc là có những đêm như vậy. Nhưng mấy con chim cạc trứng của mình đó anh em thấy ha, mình không có phát hiện sớm thì tự nhiên con chim nó đang mạnh khỏe và nó bị kẹt và chết giữa chừng, thì cái quả trứng đó coi cái ổ trứng nó coi như xong, mà nếu mà mình không có máy ép hay là kia nọ ha. Hoặc là có những con chim nó đẻ cùng lứa cùng thời, và đặc biệt những con chim nó đẻ cùng lứa cùng thời chưa chắc gì anh em lụm cái quả trứng nó vô cho con chim kia mà con chim kia nó chịu ấp. Nhưng mà không phải trừ trường hợp không chịu ấp, hay có những con nó sẽ ấp và cách để cho nó ấp thì mình cũng phải biết làm tại sao để cho nó không còn nghe mùi nữa. Thì anh em cũng rất là dễ, anh em dùng một cái miếng bông gòn anh em bỏ vào bên trong đó và tẩm cho mình xíu dầu để cho mắc cái mùi hôi, và quả trứng nào cũng sẽ có mùi hôi đó. Và đặc biệt có những quả trứng non như thế là tay anh em bắt qua thì là như thế nào đó, cũng rất là nhiều cái anh em cần phải học hỏi hoặc là anh em phải tìm hiểu từ những anh em khác, chứ không phải là ngay cả bản thân mình nói thì cũng chưa chắc là thế nào là nó chính xác một tròn 100%. Anh em có thể là tham khảo từ ý kiến những anh em khác, mình vận dụng vô mình thấy thằng này nói có lý, thằng kia nói sai thì cái nọ, mình như vậy mới biết được chứ. Mà mình làm cái mình đi hỏi không, mình không chịu làm thì nói chung là cái đó là chẳng khác nào mình đi sao ta, y như mình dạng bao phải mình đi vòng mình hỏi xong cuối cùng mình không làm vận dụng gì hết. Cho nên là mình thấy á, là chơi này cũng giống như mấy khác thôi, mình cũng phải tìm tòi học hỏi. Bởi vậy mình hay nói với anh em cái đầu tiên mà để có cái gọi là chơi những cơ ngơi như thế này mà chơi chim á, thì anh em đầu tiên em phải có là cái đơn cái này cái đam mê. Nếu mà anh em không đam mê thì thật sự mà nói là dù nó có, nói chung con chim có giá trị cỡ nào anh em không đam mê anh em bỏ phới nó thì nó cũng mất giá trị con chim thôi chứ không còn gì hết.
Còn nếu anh em đam mê thì anh em bỏ thời gian anh em chăm sóc, anh em phải tìm tòi, anh em học hỏi từ những người khác ra để mình vận dụng vô, mình chăm những con chim non hay là những con chim của mình chơi vậy nó mới tốt, đúng không? Cho nên mình có nói anh em á, nhiều con chim bông mình á, thì mình nói con chim bông mà trị giá cả 100 triệu, 200-300 triệu thì anh em không tin. Em nói chim gì mà dữ vậy, chim bông ta bán có 1-2 triệu thì thật sự mà nói á, mình nói anh em rồi, tiền nào cũng lấy thôi, chim bông 1-2 triệu thường thường là tụi sẽ dán bằng keo 5x2. Mình nói như vậy đợt trước anh em nói là mình nói chuyện bố láo, thì thật sự nói bố láo hay không rồi đó, thì anh em nên tìm hiểu trước khi anh em bỏ số tiền ra. Anh em bỏ cả 100 triệu ra thì con chim nó sẽ khác, và anh em bỏ 1-2 triệu ra thì em mua chim khác. Nghĩ sao một con chim bông mà 1-2 triệu thì anh em nghĩ nó là con chim gì, và trong khi đó là những con chim bình thường á là có thể là nó có giá hơn đó luôn rồi. Cho nên là anh em xem trên YouTube, anh em thấy bữa giờ có con chồng mèo mua 3 triệu ship vô tận tay, và xem thấy màu bông nào hé ra nhá, ngó vô bông rồi thì bóc tay ra, thì anh em mới biết nó dùng công nghệ 502. Thì 502 đó chính là gì? Đó chính là cái keo con chó, keo giấy sắt này đó, 502 nè. À, đây là keo 502 nè, mình hay nói nè, đó, đó xài thì nè, lụm cái cọng lông chim hay nào mà trắng trắng á, cái người ta cặp sát vô, cắt cái đầu cặp sát vô trong cái cọng lông kia dán lại đó, vậy nó thành bông là anh em bị dính chấu liền. Quay video thì họ chỉ cầm họ quay thôi, đâu bắt con chim đâu. Cho nên mình chia sẻ với anh em cái cách á, thì nói chung là mình làm như vậy thì giặt áo cho người xem lưng thì rất là nhiều người ghét mình, thì chuẩn qua thì anh em tiền của mình bỏ ra thì mình cũng phải làm sao cho nó ok xíu thôi mọi người, để có gọi là không thể nào là để tiền mất tật mang. Thì chẳng qua những con chim mình kiểm tra như vậy, mình nói với anh tài xế xe, hoặc là mình kiếm cái chỗ nào mà nhận chim á cho nó rộng rãi, trống trải xíu, đừng có chỗ mà đông dân đông xe, hoặc là chỗ đó có công an giao thông rồi rất là nhiều, thì tất nhiên là họ vào tới đó họ sẽ không bao giờ họ dám họ ngừng lâu, và họ không thể nào mà họ để cho mình kiểm tra chim. À, cho nên á là anh em chịu khó, ở chỗ anh em ví dụ ở đang trong thành phố hay đâu đó, anh em chịu khó chạy xa thường 1-2 cây, 1-2 cây hoặc 3 km hoặc là 5 km cũng được, là mình có cái chỗ đó vậy, cái trống là mình hẹn người ta ở chỗ đó, nói anh ơi giờ cho em kiểm tra con chim, em kiểm tra trước mặt anh luôn, nếu mà con chim nó ok thì mình sẽ nhận và mình gửi thêm tiền cà phê, còn nếu con chim không ok mình sẽ trả lại nhưng mà mình vẫn gửi tiền cà phê, thì tất nhiên là người ta sẽ ok chấp nhận ngay không mọi người. Thí dụ con chim đó người ta tính cước 200.000 thì mình trả anh em hai đó 200.000 luôn, ó ok, rồi mình cho thêm 50-200.000 gì đó nữa để anh em chịu khó trong thời gian mà anh em chờ mình á, anh em nhà xe họ chờ mình á. Như vậy thì thay vì mình mắc mấy trăm ngàn đó tiền xe tiền cước đó, còn đỡ hơn là anh em mắc mấy triệu, coi như là mấy trăm ngàn đó mình đóng tiền một cái bài học để mình có thể là biết được. Chứ còn anh em nói chim nó vô rồi mình mở hé ra coi thì nó gấp quá, thì gấp quá rồi có rất là nhiều cách để mình chọn, mình lựa con chim và mình nhận chim và kiểm tra chim nó như thế nào, chứ không phải là cứ đổ lỗi là nói chung là còn nếu mà nhà xe nào không chấp nhận hủy luôn, chẳng hà cho vậy luôn, bỏ luôn, anh em bỏ luôn đừng có lấy, thì chắc chắn là nó sẽ có cái vấn đề gì trong đó, hoặc một á là nhà xe không đồng với là hàng bên kia. Thường là chim thì đa số là người ta cái gì cũng vậy thôi, đúng không, mua là phải kiểm tra đàng hoàng ok mình mới bắt, thay vì mình không kiểm tra được tận chỗ thì mình phải kiểm tra ở cái chỗ tận mắt mình bắt, thì nếu kiểm tra tận mắt thì tụi nó sẽ không lừa được mình, còn chơi cái kia thì nó sẽ lừa được. Thì bởi vậy nếu mà lừa như vậy thì thôi, chẳng thà mắc cái tiền kia và cũng không mắc tiền cước, thì con chim nó sẽ hoàn về bên kia, đúng không, là anh em sẽ không có bị gì hết. Cho nên là ăn khuôn mình thôi. Tại sao mà mình bị lừa và người khác không bị lừa, mà tại sao có những người á mặc dù biết như vậy và cũng áp dụng như vậy và lại bị lừa? Tại do qua là mỗi người sẽ có một cách là nhìn nhận nó khác nhau thôi mọi người. Có người thì thống thoáng, rồi có người tính toán chi li từng tí, giống kiểu mình tính toán rất là nhiều. Mình phải tính toán đường nào mà thiệt cho mình hoặc lợi cho mình, chứ ai tính được thiệt cho mình đâu, đúng không? Thì mình phải xem con chim đó khi mà giao cho anh em thì nó mạnh khỏe hay không. Bởi vậy nhiều lúc những con chim á, anh em từ ở ngoài Bắc á, anh em nói mùa này anh em chim mình gửi bằng xe khách đi ra ngoài đó, thì thật sự nó mình không dám gửi. Lý do vì sao biết không? Từ đây ra Bắc nó rất là lâu, chứ không phải là một ngày một đêm thì có thể là ok được. Giống như mình gửi chim từ nhà mình ra Bình Định là con chim mình đó, mình phải đi coi kiểm tra, nhiều lúc mình phải đi ra nhà xe mình coi mình lấy con chim về nếu mà chưa gửi đi. Anh em thấy không, đợt trước mình quay đó thì đi phải dự trù cái trường hợp là trưa nắng nè, 11-12 giờ trưa hoặc là 1-2 giờ trưa là xe họ sẽ ngừng nghỉ chân, thì con chim đó nó sẽ nằm ở đâu? Một là sẽ nằm dưới gầm, mà gầm thì anh em nghĩ đi, thường nghỉ chân như vậy người ta sẽ nghỉ từ nửa tiếng đến một tiếng,
để cho khách họ xuống ăn cơm rồi họ đi vệ sinh nghỉ ngơi rồi này kia nọ. Thì nhiệt độ nóng như bây giờ thì con chim nằm trong đó thì nó sẽ không thể nào mà chịu nổi đâu. Cho nên là không phải là mình buôn bán là mình phải bắt chấp như vậy luôn rồi. Còn nếu mà thật sự nói đảm bảo cho anh em thì cũng có rất là nhiều anh em đảm bảo uy tín chứ không phải riêng gì mình. Thì mình cũng nói như vậy thôi để anh em hiểu hơn về mình và những cái anh em khác. Có nhiều khi anh em nói á, thì mình hay bia mình, còn mình lăng mạ người khác. Thật sự nói là mình chưa bao giờ mình chỉ đích danh người nào mình lăng mạ hết. Mình chỉ có nói ừ anh em làm như vậy có đúng, làm như vậy nó sai, hoặc là những cái người đó làm mất uy tín của mình thì mình không chỉ đích danh luôn. Mình cũng nói ở kênh đó này kia nọ thôi, người ta chửi mình sao thì mình cũng nói ừ mình cũng đâu có chỉ ai đâu, đúng không? Nên là chủ yếu là mình muốn là giao lưu học hỏi cùng với anh em thôi, chứ mình cũng chả có gọi là ừ anh em chửi mình thì mình cũng được tiền, hay là anh em chửi mình bị mất danh dự hay này kia nọ. Không, danh dự của mình tạo ra thì anh em chơi anh em sẽ biết thôi, chứ giờ mình không có gì vài ba đồng mà tiện không mình đem mất uy tín của mình để cho những anh em khác. Theo sợ nói á, chim á thì khi mà bữa giờ anh em thấy rồi, hiện tại bây giờ mình đang nâng cấp dòng lên khá là cao ha, tới gần 29 rồi. Cho nên nó làm giá chim anh em hỏi những con đó nó ra con sẽ như thế nào thì thật sự nói mình cũng đang cân nhắc giá từ từ cho anh em. Tại vì anh em cũng biết rồi, một con chim mà đuôi dài con cái con 28 năm hồi bữa đem về thôi mà anh Trí anh mua là 250 triệu thì anh em nghĩ một con chim con sẽ đẻ ra là bao nhiêu tiền. Nhưng mà đặc biệt cái thì nó là sinh nhưng mà mình lai với Việt, thì cho con chim con của mình nó là thuộc dạng máu lai. Dù cắt đi thử xem con chim non nó ra như thế nào, cũng có thể là mình sẽ thí dụ thay vì người ta bán một con chim non sinh thì tầm khoảng 30-40 triệu thì mình sẽ không bán tới giá đó đâu, tại vì chim sinh với chim Việt của mình có thể là nửa giá, tầm 10-20 khoảng cỡ đó. Và đặc biệt ngoài ra những con chim sinh đó mình vẫn còn giữ những con gốc Việt của mình nha, để cho nó thuần giống lại thôi chứ không có gì hết. Đặc biệt có nhiều cái mình cũng nói với anh em trước rồi, có nhiều anh em nói là những con chim sinh mà ta ghép là chim sinh nhưng mà họ lại nói là chim Việt thì nói chim Việt đã bán giá cao hơn, tại vì đa số anh em đã có nhiều anh em thì rất là thích chim Việt, không thích chim sinh giống mình. Thì tại vì tại sao con chim Việt á nó mình thích hơn, đó chính là cái chất giọng của nó mọi người. Thì anh em cũng biết rồi, những con chim Việt của mình á thì nó ở rừng gần Việt Nam có chim này kia nọ, và lại người Việt Nam mình cũng anh em thấy nhỏ con và chất lượng hơi tốt dài, thì con chim nó cũng y kia giống giống vậy đó. Mà đặc biệt dáng của mấy con chim Việt Nam thì nó đập anh em thấy cũng khá là ok, mà những con chim sinh á thì bộ hình to thì tất nhiên hình to thì nó sẽ gánh bộ đuôi rất là dài và nhiều con sẽ cũng đập rất là đẹp, và có nhiều con thì nhưng mà nói chứ thật sự mà nói có rất là nhiều chạy chim sinh bán những con chim, nói chung là nó cũng khá là vui chỗ này. Thì những con chim đó thì không nên chọn, thì thường thường người ta nói thì có những con chim sinh nó đứng như thằng cái này là mình anh em nói chứ không phải là mình nói lại nha, như thằng đằng lờ cờ ha. Nói chung là nó đứng có anh chỗ à, nó không chập đại chạy hả, thì mấy con đó chọn làm gì, anh em ghép làm giống ra chim con nó cũng dễ à, nó không có hay đâu. Cho nên hiện tại bây giờ anh em thấy người ta bán những con chim sinh đó thành con chim chợ luôn, nó rất là rẻ, tầm khoảng 10 mấy triệu thôi một con, và đuôi rất là hẳn, và anh em thấy nó đứng nó hót không, nó cũng chả làm gì hết, đập máy nhiều lúc mà đập máy cũng không được. Cho nên là những con chim mà hiện tại bây giờ chim sinh mình ta dẹt ra 2-3 mùa, anh em ghép mấy con đó anh em về thử đi, rồi anh em thấy đa số có nhiều chạy họ nuôi giờ rất là nhiều, và họ nói ừ chim khá là rẻ này kia nọ, thì họ gắn cái mác chim Việt vô, tại vì giờ nó có 10 mấy triệu thì cũng như con chim Việt thôi chứ khác cái đâu đó. Như vậy thì anh em thấy đổ xô anh em mua vô anh em chết, và từ từ không anh em chơi xong anh em không hiểu về nó rồi tự nhiên không anh em thấy ừ cái con đó nó không phải ok rồi bắt ra thì tiếp tục lại đi cho những người mình đang chơi như vậy, thì mình tiễn dòng cao hơn thì mình cho những anh em mà ở dưới dòng thấp á, anh em có điều kiện để chơi những con chim như vậy thì ghép chơi khoảng thời gian rồi xong sau đó tự nhiên tìm hiểu thấy những con chim đẳng nó lại khác những con chim bình thường như vậy. Ok dạ, mình cũng xin kết thúc video tại đây, và mình thật sự mà nói cũng rất là mong muốn anh em là góp ý thêm cùng mình để có thể là tạo ra những cái gọi là chia sẻ cùng với những anh em đam mê ha.
Thì đúng ra hồi nãy mình định like nhưng mà tự mà nói mình like thì nó rất là mờ và không có thể quay cái video nằm ngang như này được, nó để đứng khó nói chuyện với anh em lắm.